Chào mừng các bạn đến chương trình video Kaizen của công ty tư vấn Trần Đình Cửu. Ở trong tập video trước tôi có nói muốn giữ được nhân viên phù hợp của mình, chúng ta cần phải đảm bảo thứ nhất là lương của chúng ta phải cao hơn những cái chỗ cạnh tranh, bởi vì có thực mới vực được đạo. Thứ hai, các bạn cần phải tạo ra một cái môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ, thì như vậy con người người ta phù hợp với lợi ích của họ, họ mới trung thành ở lại với công ty. Nhưng hôm nay tôi muốn nói các bạn thêm một yếu tố nữa. Đó là khi các bạn làm được hai điều đó, các bạn nhớ cần phải có một cái môi trường là kỷ luật. Nếu không có kỷ luật thì công ty của chúng ta sẽ phá sản ngay lập tức các bạn nhé. Anh chị cứ nhìn thấy nhé, rất nhiều thực tập sinh của chúng ta sau khi đi Nhật về thì tất cả phần lớn thực tập sinh đều thành công cả. Có người về có thể vẫn trở là công nhân làm ở trong các công ty Nhật Bản, có người trở thành cấp quản lý, có người thì khởi nghiệp, và họ đã khẳng định được họ thành công bởi vì họ học được cái tính kỷ luật của người Nhật. Anh chị nhìn thấy không, trong lúc mà cơn bão nguy khốn năm trước gì đó xảy ra, chúng ta thấy được đói như thế mà người Nhật á, người ta vẫn xếp hàng theo rất tuần tự á. Đó là một cái điều rất là căn bản thôi, đến cái văn hóa xếp hàng. Còn của chúng ta hiện nay đang bị lộn xộn, do đó cái văn hóa đó nó vào công ty của chúng ta. Sau khi anh chị trả được lương cao, anh chị tạo ra được một môi trường thân thiện mà anh chị không có kỷ luật thì rất nguy hại. Và đặc biệt trong các doanh nghiệp của Nhật Bản đấy, tại sao mà chúng ta thấy họ rất là phát triển, anh chị nhìn thấy một cái chuyện rất cụ thể thôi, là gì ạ? Trong nhà máy của họ luôn luôn sạch sẽ, ngăn nắp, mọi người rất tuân thủ cái chuyện đó. Đó là một cái công cụ gọi là 5S, tôi nghĩ ai cũng biết. Nhưng mà họ nằm 5S là 5S thực sự các bạn nhé. Rồi họ luôn luôn tuân thủ các quy định, các cái phương pháp, các cái cách làm. Bởi vì những cái cách làm này đã đáp ứng được khách hàng thì mọi người ở trong công ty từ đầu vào đầu ra đều tuân thủ. Nhưng sau đó khách hàng có nhu cầu phát triển lên, họ lại tiếp tục Kaizen và họ tạo được cái ở cái chuẩn mới các bạn nhé. Họ lại tuân thủ các cái chuẩn mới đó, rồi khách hàng lại nhu cầu tăng lên, họ lại tiếp tục cải tiến, họ cứ nâng lên và họ lại duy trì ở cái chuẩn mới. Như vậy chúng ta hiểu tuân thủ ở đây không phải cứ tuân thủ theo cái cũ, chúng ta gì cải tiến lên, ta duy trì ở cái mức được cải tiến mới, sau đó ta lại tiếp tục cải tiến ở cái mức nữa và ta lại duy trì cứ thế tiến lên và tiến lên các bạn nhé. Do đó tôi kêu gọi các bạn hãy đảm bảo cái sự Kaizen liên tục và có cái tinh thần kỷ luật thì chúng ta mới đảm bảo cái việc mà chúng ta trả lương cao, chúng ta đảm bảo được cái môi trường thân thiện nó mới phát huy được. Chứ còn nếu chúng ta tạo ra được cái môi trường làm việc rất thoải mái theo nghĩa đen, ai muốn làm gì thì làm, giờ giấc hoặc là các cái KPI không có tính tuân thủ thì chắc chắn nó hỏng ngay. Con người sẽ bị dẫn vào con đường lười biếng ngay. Lỗi cái đó không phải là tại nhân viên các bạn, mà tại chính chúng ta. Ta tạo ra một cái môi trường làm việc thoải mái nó không đúng. Bởi vì không có kỷ luật thì chắc chắn là công ty không thể phát triển được. Do đó các bạn nhớ, kỷ luật là sức mạnh đấy các bạn. Vì vậy tôi kêu gọi các bạn hãy luôn luôn Kaizen và tuân thủ ở cái mức mới. Tôi viết một cuốn tài liệu Kaizen hiện trường hiệu quả tức thì sẽ giúp cho tất cả các bộ phận trong công ty liên tục Kaizen định hướng vào khách hàng và duy trì ở những cái mức chuẩn mới, là tiếp tục Kaizen, là tiếp tục duy trì cái chuẩn mới đó. Và thưa các bạn, cuốn sách này anh chị mua chỉ có 200.000 đồng thôi, nhưng tôi kèm theo với anh chị một cái chương trình rất đặc biệt là 13 tuần Kaizen tăng lợi nhuận đấy các bạn. Và chương trình đã có 4 đợt hơn 800 người tham dự rồi, và đây là đợt thứ 5, là đợt cuối cùng kết thúc cái vấn đề là hỗ trợ, là cái quà tặng 13 tuần Kaizen tăng lợi nhuận. Vậy anh chị quan tâm, anh chị hãy đăng ký để chúng ta cùng nhau phát triển. Và anh chị nhớ nhá, kỷ luật là sức mạnh. Xin cảm ơn anh chị.